chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Fast Car, trung tâm mua bán xe ô tô được qua sử dụng, và mình là Ngọc Mai. Dành cho các anh chị đang tìm kiếm một chiếc xe 7 chỗ đi lướt, đời cao, xe gia đình không chạy kinh doanh nha, và là một dòng xe cực kỳ hot luôn. Hôm nay bên Mai về được một chiếc xe là Xpander số sàn đời 2020 nha. Xe này thì xe đi gia đình không kinh doanh, một chủ sử dụng từ đầu luôn. Bên Mai đang bán với giá là 498 triệu. Các anh chị hãy đi một vòng quanh xe để xem thử cái form dáng, mà sẽ có thêm thông tin cho các anh chị mình nhé. Phiên bản này là số sàn các anh chị, form 2020 nha, form này form mới các anh chị nha. Xe này là năm vỏ còn là vỏ zin theo xe á. Đăng kiểm thì còn rất là dài, tới tháng 5 năm 2023 lận. Xe này đi gia đình không có kinh doanh các anh chị nha, đi được 36.000 km rồi. Đuôi sơn màu trắng rất là đẹp, rất là liền lạc ha. Với cái dòng này á thì các anh chị lấy về mình đi số xe đi gia đình cũng được nè, đi kinh doanh cũng được nè. Rất là dễ sử dụng luôn ha. Cái màu trắng này là cực kỳ dễ dùng luôn. Và Mai thấy thật ra là xe ô tô màu trắng thì nó cũng sạch, chứ không có quá nó tới nỗi mà quá dễ dơ như cái màu đen đâu các anh chị. Mai thấy màu đen lại nó dễ dơ hơn luôn á ha. Các anh chị nào mà phong thủy mà hợp nè, đang tìm một chiếc Xpander số sàn thì phải tranh thủ nha, tại vì lâu lâu mới có số sàn về các anh chị. Mà số sàn thì thật ra là xe gia đình nó tìm hiếm lắm, đa phần là xe chạy dịch vụ mà xe đẹp không có nhiều nha. Rồi bây giờ mình đi gần hơn xem cái phần nước sơn xe nhé. Xe thì ở đây xe về mà cũng chưa có kịp làm vệ sinh gì hết, quay luôn cho các anh chị nha. Ở phần capo của mình là có dính keo nè, đó dính keo nè, chứ còn không có bị chày xước các anh chị nha. Cản phía dưới cũng vậy, rất là đẹp, rất là liền lạc luôn ha. Đây là phơm mới nè, cái đèn phơm mới nè các anh chị. Mối nối cực kỳ khít, cực kỳ đẹp, cực kỳ liền lạc luôn ha. Đồng màu từ trước ra sau, không có chày xước xíu nào luôn. Phần vỏ thì cũng có phần hơi hao mòn, nhưng mà này mình cũng còn sử dụng được thời gian nữa các anh chị nhé. Đi ba mấy ngàn km thì cũng tương đối nha. Anh chủ này thì nhà ở cái khu đường hơi xấu á, nên là cái vỏ hơi hao mòn chút xíu. Mâm thì không có chày xước gì hết ha. Vỏ này cũng còn là vỏ zin theo xe này, nhưng mà đét vỏ lật vô trong rồi các anh chị. Xe mình mâm 16 nha. Ở đây thì anh chủ mình có dán phim rồi nè, nẹp về che mưa rồi nè. Đó, vô phía trong mình xem thêm về cái nội thất xe ha. Ở phiên bản số sàn của mình thì nội thất sẽ là ghế nỉ màu đen nguyên zin. Cái màu đen này thì cũng khá là dễ xài. Đời 2020 thì phần nội thất sẽ là màu đen nha. Còn ở cái form 2019 sẽ là màu kem các anh chị nha. Mai sẽ vô phía trong giới thiệu thêm các tính năng xe cho các anh chị mình tham khảo nha. Xe mình là sử dụng chìa khóa cơ, nhưng mà có nút bấm lốc mở cửa như thế này ha. Giờ xíu Mai sẽ đề máy lên nè. Rồi, đầu tiên các anh chị xem giúp Mai phần ô đô nha. Xe đi được 36.000 km rồi nè. Đó, có lịch sử bảo dưỡng đồ đầy đủ nha. Đây, bảo dưỡng lúc 33.000 km nè. Các anh chị mình lấy xe về thì mình sử dụng thêm thời gian nữa ha. Ở trên này á là cái phần táp lô không có chày xước gì hết. Anh chủ mình có lên một cái màn hình Android rất là xịn nè. Cái màn hình này thời điểm mà anh chủ lên á, anh có chia sẻ với bên Mai là cái này lên tới gần 10 triệu luôn. Có tích hợp luôn cho mình là cái camera hành trình nè, cái camera lùi luôn, chung một cái màn hình rất là xịn sò. Màn này là mình xem được YouTube nha, và có bản đồ chỉ đường là đầy đủ hết luôn các anh chị nha. Cái này về các anh chị lắp SIM 4G vô mình sử dụng nè. Ở phía dưới này là dàn lạnh cũng như cần số cũng còn rất là mới, rất là đẹp nha. Xe về chưa dọn rửa gì hết, chưa có lấy đồ xuống luôn. Đó, quay luôn cho các anh chị mình coi chất xe ha. Những cái phần nhựa bên trong xe cũng như là phần nội thất nè, rồi trần xe cũng còn rất là mới và rất là đẹp. Vô lăng cũng vậy, không có hao mòn gì hết nha. Ở phiên bản số sàn này thì vô lăng mình không có những cái phím điều khiển chức năng. Đó, cơ bản là cái vô lăng xe thôi, còi thôi. Ở bên này cũng có chế độ chống trơn trượt nữa nè. Rồi các anh chị kiểm tra giúp Mai phần ốc chân cửa và keo chỉ cửa nha. Mình sẽ đi sơ qua ốc chân cửa và keo chỉ cửa cho các anh chị mình kiểm tra nha. Kiểm tra đầy đủ ha. Nói chung là clip này là xe qua sử dụng, nên là Mai sẽ đi về những cái phần giống như một chiếc xe qua sử dụng bình thường, giống như Mai hay quay cho các anh chị mình xem. Để các anh chị mình ở xa, nếu mà xem được video này ok á, mình chốt giá đặt cọc luôn. Nếu mà ở xa mình không có xuống đi coi xe được á, không xuống kiểm tra xe thực tế được á, thì Mai giao xe vào tận nhà cho các anh chị mình kiểm tra luôn ha. Yên tâm, không cần phải đi đâu rồi hết á. Nội thất hàng ghế phía sau nè, không có gì sử dụng bao nhiêu, cái chất nỉ cũng rất là mới các anh chị. Ở phía trong lưng nè, các anh chị xem những cái phần nỉ ở phía trong, phía dưới này nè. Đó, nếu mà xài nhiều thì phần nỉ này nó cũng sẽ dơ, nhưng mà chất nỉ còn rất là đẹp ha. Sàn thì cũng trải cho mình là cái sàn simili rồi, còn trần thì vẫn là trần nguyên bản nha. Dòng này thì mức tiêu hao nhiên liệu nó rơi vào khoảng tầm 6 đến 7 lít các anh chị nè. Rất là tiết kiệm ha, máy của mình là máy 1.5, 6 đến 7 lít trên 100 cây thì cũng khá là ok. Thời buổi giá xăng khá là cao ha. Giá xăng tăng, giá xa dầu cũng tăng, nhưng mà giá xăng giờ cao quá các anh chị. Đi xe máy mà còn thấy sót tiền nữa. Ở đây xe dán phim khá là xịn này, dòng này là của S-Film. Số sàn thì
nguyên zin thì mà không biết là có camera lùi chưa, nhưng mà xe này thì anh chủ có lên cho mình màn hình đó là tích hợp với camera ra lùi phía sau này nè. Không có cái cảm biến lùi các anh chị, kể cả phiên bản số tự động hay là dòng Xpander Cross đều chưa có cái cảm biến lùi nha. Lớp dự phòng của mình bên dưới này ga gió tương đối khá là sâu, gầm bệ thì không có bị sét ha. Xe này thì biển số 49 nha, nhưng mà anh chủ mình là sử dụng xe Sài Gòn, anh chủ khách ở Sài Gòn luôn ha. Biển số khá là đẹp, 3646 nè. Biển số khá là dễ nhớ ha. Nội thất ở phía trong á, là hiện tại là hàng ghế thứ 3 Mai đang gặp lại nè. Nếu các anh chị mình không có nhu cầu sử dụng á, thì gặp hàng ghế thứ 3 lại mình sẽ có một cái khoang để đồ rất là rộng luôn. Còn khi nào mình đi đông người thì mình mở hàng ghế này lên. Thì thật ra là nếu mà nhà mà có kinh doanh hay lâu lâu mình chở đồ này kia thì lấy một chiếc xe 7 chỗ như thế này khá là tiện ha. Với tầm giá khoảng dưới 500 triệu các anh chị rất là mềm. Bằng với một chiếc Accent Vio thôi mà mình đi nhiều người cũng được nè. Rồi chở đồ này kia cũng được ha. Phần nỉ hàng ghế thứ 3 cũng như là cái bệ tì tay, phần nhựa phía trong khoang xe cũng còn rất là mới luôn. Xe đi 36.000 km là chuẩn luôn ha. Phía bên dưới này là mình có cái hộp để đồ này các anh chị. Bộ dây kích bình anh chủ để lại là bên Mai để lại cho các anh chị mình luôn ha. Mấy cái bình chữa cháy linh tinh thôi. Bộ dụng cụ sửa chữa sẽ cất gọn ở trong này nha. Em gấp cái này xuống cho dễ xem nè. Đó. Con đội tay quay bộ dụng cụ sửa chữa còn đầy đủ nha. Kiểm tra với Mai phần ốc cốp và keo chỉ cốp luôn nha. Cho các anh chị mình xem đầy đủ ha. Xpander thì bên Mai cũng còn một số xe nữa, số tự động nè, Xpander Cross nè, số tự động đời 2019 giá khoảng hơn 500 chút xíu nè. Xpander Cross thì khoảng hơn 600 chút xíu các anh chị nha. Màu trắng nè, màu đen nè, màu bạc nè, rất là nhiều luôn. Các anh chị nếu mà đang thích một chiếc Xpander thì tranh thủ ghé bên Mai lựa nha. Ở phần bên hông xe không có chày xước mớp méo chút xíu nào hết luôn ha. Xe này thì đăng kiểm còn tháng 5 2023, đường bộ là tháng 11 2021. Xe này đăng ký là tháng 10 2020 á, thì anh chủ mình đóng 1 năm đường bộ là tới tháng 10 2021. Thì tháng 11 2021 thì đăng kiểm lần đầu của xe gia đình là được 2 năm rưỡi nên là nó tới tháng 5 năm 2023 là các anh chị. Nếu mà xe đi kinh doanh dịch vụ thì sẽ không có được dài vậy ha. Kinh doanh dịch vụ đăng kiểm lần đầu chỉ có 1 năm rưỡi thôi các anh chị nhé. Mình nhìn vào đó mình sẽ biết được là xe có đăng ký kinh doanh hay không. Phần ốc ác là máy móc hơi bụi chút xíu, nhưng mà ốc ấy thì còn sơn phết đầy đủ, nguyên zin, tem mát còn đầy đủ hết nha. Xe bên Mai trước khi đưa về bán thì đã có kiểm tra lịch sử hãng nè. Các anh kỹ thuật bên Mai đã kiểm tra xe rất là kỹ rồi thì mới đưa xe về. Nên các anh chị mua xe tại Phát Ca thì yên tâm ha, bên Mai bao test hãng, bao test hài hợ cho các anh chị mình ha. Cam kết cho các anh chị mình là không nông đụng nè, không ngập nước, không để tô động cơ hộp số, bao test hãng nha. Một tháng thì bên Mai tới 50-80 xe ra vào lận, nên là không thể nào vì 1-2 chiếc xe lỗi mà đánh đổi cả thương hiệu đâu. Các anh chị mình yên tâm ha. Mà nhắc lại thông tin xe này một lần nữa nha. Xpander đời 2020 số sàn. Xe này đi được 36.000 km rồi. Bên Mai đang bán với giá là 596 triệu. Các anh chị nếu mà quan tâm chiếc xe Xpander này thì liên hệ với Mai nha. Ngoài ra thì 7 chỗ bên Mai còn một số dòng xe khác như là Santa Fe nè. Santa Fe đời 2018 và 2020. Máy xăng có, xăng tiêu chuẩn có, xăng đặc biệt có luôn ha. Rồi Everest máy dầu số sàn đời 2012 giá rất là mềm, khoảng tầm 448 triệu thôi. Rồi Pajero Sport máy xăng, máy dầu, rồi Outlander, rồi rất là nhiều dòng xe nữa. Innova nữa các anh chị, Niger chuẩn bị về thêm Innova nữa, rồi Chevrolet Trailblazer nữa. Rồi Suzuki L7 đang về nữa các anh chị nha. Nếu mà đang có nhu cầu tìm một chiếc xe 7 chỗ như thế nào thì liên hệ với Mai đi theo số hotline bên dưới nè. Hoặc là nhắn tin qua Zalo Mai cũng được, để lại nhu cầu cho Mai để khi bên Mai về xe thì Mai sẽ ưu tiên Mai gửi cho các anh chị có thông tin sớm, mình chốt sớm ha. Tại vì xe bên Mai về thì bán liên tục và các anh chị quay vòng rất là nhanh luôn đó, nên là các anh chị mình nếu mà ưng xe hoặc là đang tìm xe, đang có nhu cầu gấp một chiếc xe nào đó thì liên hệ với Mai ha. Hiện tại thì một số ngân hàng đã bắt đầu có râm lại rồi, đã có thể giải ngân, có thể làm góp được rồi. Các anh chị nếu có nhu cầu trả góp thì liên hệ với Mai đi, Mai sẽ tư vấn cho các anh chị mình trả trước bao nhiêu, góp hàng tháng bao nhiêu, thủ tục như thế nào để các anh chị mình có thể vay ngân hàng được ha. Các anh chị mà ở xa mà thích chiếc xe này nè
thì chốt giá đặt cọc trước đi, mình giữ xe rồi mình vô mình xem xe, kiểm tra xe lại một lần nữa có đúng như video Mai làm ở đây hay không, đúng như Mai cam kết hay không. Ok thì mình nhận xe ha, hoặc là nếu ở xa không tiện đi lại thì Mai sẽ giao xe về tận nhà cho các anh chị mình kiểm tra lại một lần nữa, đúng như video Mai làm ở đây, đúng với Mai cam kết thì mình nhận xe, thanh toán phần tiền còn lại, ký mua bán, ký ủy quyền gần nhà các anh chị mình luôn, không cần đi đâu hết, an toàn mùa dịch nha. Hiện tại thì bên Mai cũng đang cần thu mua rất là nhiều xe qua sử dụng luôn, rất là nhiều các loại xe 5 chỗ, 7 chỗ và đặc biệt là bán tải nha. Các anh chị nếu mà có một chiếc xe không có nhu cầu sử dụng nữa, cần lên đời đổi xe nè, thì liên hệ với Mai đi, Mai định giá cho các anh chị luôn, định giá miễn phí luôn ha. Hoặc là nếu mà các anh chị bán xe thì Mai sẽ qua tận nhà Mai kiểm tra xe luôn. Ok thì thanh toán một lần nhanh gọn lẹ và những xe đang còn góp ngân hàng Mai hỗ trợ được luôn ha. Rồi cảm ơn các anh chị đã yêu quý, tin tưởng, ủng hộ Phát Ca trong thời gian vừa qua. Nếu thấy thích hãy cho Mai xin một like, comment, chia sẻ ý kiến của các anh chị bên dưới nè. Hoặc là theo dõi kênh của Phát Ca đi, bấm vào biểu tượng chuông thông báo để khi bên Mai về xe đăng video lên thì các anh chị mình là người đầu tiên xem được nha. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị những video tiếp theo.